tiếng dạy cái chân và sư sẽ tiếng dạy cái chân tiếng Anh nha bỏ cùng hôn tới cho Sky King phong đấy bà đây là chim sẽ cứ primit để test tam đan ở nơi page Facebook của Sky King và khi ta nhóm chị thu leader và nhóm chúng tôi giác chị thu leader bỏ Sky King để nói mà bùm bùm bay bóng ôn mà là chắc là cách nâng nâng đồng bằng sản phẩm đọc hay video clip mấy phong đấy cứ tin tăng này trong cặp phong để cho đấy cứ thật nâng nâng đồng bằng pre khmer Black Forest nâng nâng chúng ta tít tít gì và này bật tay là món phong đấy bạn anh chẳng khi ta lâu nick trong ban đó mà phụ mình cũng mai bóng ôn để còn một lên nâng phụ vi mạng cá tít tít gì này phong đấy để nơi tin đấy miền chúng ta bay cứ miền băng mũi chúng ta băng tít tít gì để băng tít tít gì này miền tây cả là và mũi chạy bay cả lộ mặt cả đấy hay miền chùm rơi chia mà sống cứ một phây mát hay nâng chùm rơi để chơi trên kế cứ miền chùm rơi hồ tổ đó xam sức bốn mát bà hay nơi tí đi phong đá bà hãy đấy bằng cái hào thạp rơi khám bì bố thân nơi không nơi không bắt bắn vì miền rè rè chung thông thông một chiếc để thua rồi nơi đó là bọn tư tí nít xong bay tại tất mơ tớ khám bà hay mà giáng bên tiết phong đá bà phung đích cứ dịch hạ phung xí mạng cá bà để biết tên cho thằng ó bà mau vì cục tu tiên và tên tưởng ơn thông thì không lộn đấy bà thưa đồng nào khiêu chia tưởng ơn trả chia phong đá cứ mà tên sản à bà mà đào lên bà khi tham như như chỉ cho mà thằng chắc thằng bên mà còn mà lên nó tin đi là mấy lòng hai bà bài viết mà ca vì của ta rồi đâu nít cái chuyện đời summer bà hay bà sân chia chắc là cái chôn bà trong mà lên bà ai tam dạ không muốn chơi cho Sky King tam dạ lên từ sao bà cứ xôn đọc phí pram rồi đọc phẩm phí pram bay bay đòn bà xôn đọc phí pram rồi đọc phẩm phí pram bay bay đòn bà chứng lúc này anh đã con một căn cứ hôn đã bay su non bị phồn miền một muốn bàn bàn chân khi na đã tìm đi phong đá cứ miền miền háng miền ca luộc đốt xem xén bà miền phải chơi bà đi nhiều và nhiều xem xén chết bà hay đi cứ nhiều dân ba dân bà để quạt máu bà hay còn không để tinh phải chơi còn không tinh phải chơi đây vâng 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 ấy vâng thoa đủ cái tinh phải chơi nữa không vâng tinh lại chơi và tinh lại chơi nè tinh lại ấy ban lại ấy mình bỏ và raspberry từ lại mày đáy bóng lại nữa nè bí ở ok và phu minh bóng ôn ba trong mà tinh mà lên ai tinh ban tổng lại chú thu lại bà hay sro sro tiết lại chơi sro sro lại chơi nâng tổng này lại chơi bằng lại để nó tin ít cứ đam nơi nơi chất chân đi ai hay kia mà lụa nó không phun vi sạc cao đi phong đài hay mong và cho bón ở lâu nít của phong tài mong mong đắp sam sẽ phần pin để ti bà đắp sam sẽ phần pin để ti hay phun vi sạc cao để sao cái đắp vô mà thay thay bà những cái chặt đam lụa bà mong vì mong cũng muốn mong đắp đi cái chặt đam thôi cả lụa đôi vậy và hay mấy bóng mấy nhân viên bóng lăng mấy cái này play chơi đi bà play bà không mình không tung gót bà không tung bà nên đi phải chơi bà phải chơi thôi mình chết bật bật mình không bà mình bánh bà mình nhặt căn camera hay là bóng mình như khi lan bé phải cherry nó lại nó bà phải cherry tại mà đong bà bật bật hay là lại đây lại khao hay bà còn lan tại đó đó mình đã bóng lan cherry nữa đó mình đang ăn đang biết là lôm hay biết chết lư đặc biệt chứ oh hay tròn ấy bóng tròn ấy tròn này tròn này và đây ai ha play mấy phần mát bóng play cherry nữa play mấy phần túi chứ phần đam bên này phần play một thom ấy để sao việc tăng thom oh đang ngày nick play thom đây đi oh play thom mà và đi play cherry bạc play cherry mấy cái này ba đi cái cherry nè bạn ba đây mấy cái này bạn này nè tay được bạn bạn đấy bình phong và bình phong vật vật đôi nhau không ngờ cặp sai và cặp sai nó không internet mà bình phong vật vật ba chọp thì sao bình phong nó kiện đám mòn chẳng mà kiện cái cặp sờ bà rồi cái này vì bữa ta việc khôi còn được hiệp bảo kê bà viết rõ chân cùng cùng can bảo kê bà dương tơ cá kê nên miên chặt ao ok nít phải lại chơi một chiếc bà và tiền một chú và kilo 300 kilo sorry can you spread và ba 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 chương khi tham miên cho ăn tiệt bàn chương ở tiệt này cái chôn từng ở kia chương từng bắt to đầm ná từ mơ tiệt bà hay nơi tin đi phong đấy thêm trong nay non từ dịch cái chôn từng ở kia đây ở cái vùng tiệt tam nam page facebook cả lại thì phong đấy thứ tha bờ sân chỉ phu minh ông mai bóng phôn trong mà lên nơi là món đi nơi đồng bón prey đi và cứ khi tham miên một hộp chương anh được bao kê và trăm đồng bón bao kê cứ khi tha chương chưa lúc mà một bà port nickel và chỉ mỗi nên sra bia là bóng đẹp là thay thay phim phim và ở bên sẽ Gainsburg thế còn ta chỉ sra bia phần trăm nơi đồng bón bọc kê và nơi là bóng kia thì giống nhắm sra bia
បាទហើយជាមួយនឹងជើងជ្រូកស្មាមុខនេះបាទយើងអាចញ៉ាំបានយ៉ាងឆ្ងាញ់តែម្ដងជាមួយនឹងស្រាបៀរបាទអាចផ្ទាប់ជាមួយគ្នាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះបាទអ្វីដែលពិសេសនោះគឺមាននំខេក Black Forest ជាប្រភពដើមកំណើតនំខេក Black Forest គឺធ្វើនៅនឹងឯងបើសិនជាលោកអ្នកទៅកាន់សន្តាគារដូចជាកម្ពុជាណាបាទកម្ពុជាគឺគេមាននំខេកដែលឈ្មោះថា Black Forest ដែលជារសជាតិដើមបាទអរគុណបងអរគុណបាទនេះ strawberry ពិតៗបាទពិតៗហើយស្រស់មែនតើបាទស្រស់មែនតើដែលគាត់ទិញតែបេះមកព្រឹកមិញនេះបាទគេដាំព្រឹកមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងភ្លក់មើលថាតើមានរសជាតិយ៉ាងណាបាទរសជាតិយ៉ាងណាព្រោះគាត់បងស្រីគាត់ទិញតែឲ្យខ្ញុំភ្លក់មើលបាទអែមឆ្ងាញ់មែនតើបាទអែមឆ្ងាញ់មែនតើរសជាតិស្រស់អែមដងបាទបាទពិតជាឆ្ងាញ់ពិតជាឆ្ងាញ់មែនបាទអឺនេះផ្លែផ្សេងបាទប៉ុន្តែ strawberry នេះវាជាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតើបាទគឺខ្ញុំខំមួយម៉ាត់មិញណាគឺមានន័យថាមានទឹកដមខ្លាំងមែនតើបាទអត់ឆ្ងាញ់តែអ្នកអត់បានផងខ្ញុំអត់ឆ្ងាញ់អូអត់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទពូអ្នកហោរបានភ្លក់បាទឆ្ងាញ់បាទនេះផ្លែគេraspberry បាទ raspberry នេះ raspberry បាទឲ្យអ្នកថតញ៉ាំតែព្រោះថាអ្នកថតដូចជាបាទដូចជានៅអត់ស្ងៀមសោះបាទនៅអត់ស្ងៀមសោះបាទ raspberry បាទដាក់ទៅផ្អែមជាក់ផ្អែមហើយផ្លែឈើ raspberry ផងដែរគេអាចយកទៅលើដំណាប់ដាក់ជាមួយនំប៉័ងណាឆ្ងាញ់មែនតើបាទឆ្ងាញ់មែនតើទស្សនិកជនហ្នឹងហូបនំប៉័ងហ៎បាទនៅពេលគេធ្វើដំណាប់គេដាក់មួយនំប៉័ងដូចដំណាប់ strawberry បាទដំណាប់របស់វាជែមជាលក្ខណៈជែមបាទហើយអរគុណបងអរគុណបាទនេះក៏ដល់ខ្ញុំភ្លក់អត់ខ្ញុំជាងមុនបន្តិចបាទអត់ទុនតិចបាទអញ្ចឹងគេថាយើងអាចមកឲ្យភ្លក់របស់ដូចជាផ្លែឈើដែលយកមកថ្មីថ្មីបន្លែផ្លែឈើថ្មីថ្មីយើងអាចទិញបានបាទហ្នឹងហើយភ្លក់ទិញបន្តិចឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់ពីព្រោះថាព្រៀមព្រៀមស្រស់ស្រស់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃទេតាបាទតែ1យូរ2យូរទេបាទ1យូរ2យូរបើយើងគិតទៅប្រហែលជាបាទ1ដុល្លារ2ដុល្លារអាចថា2ដុល្លារកន្លះចុះបាទអាចតម្លៃប៉ុណ្្នឹងយើងអាចទិញបានមកប្រអប់វាបាទមកប្រអប់វាហ្មងហើយទូថ្លៃបើយើងគិតពី lucky វិញអាចថ្លៃជាងបាទពីព្រោះថានៅនេះគេដាំនៅនេះផ្ទាល់ហើយគេយកមកផ្ទាល់បាទលក់ទូថ្លៃសមរម្យមែនតើបាទហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទៅញ៉ាំជើងជ្រូកស្មាមុខបាទម្នាក់ជើងម្នាក់មួយតែម្ដងបាទហើយនឹងយើងមានស្រាបៀរបាទស្រាបៀរវាមាន black and white បាទវាមានស្រាសហើយក្រហមបាទសំទោសខ្មៅបាទខ្មៅនោះវាស្តោតតិចបាទខ្លាំងតិចបាទដូចយើងអត់សូវចេះញ៉ាំយើងអាចញ៉ាំអាពណ៌សបាទញ៉ាំពណ៌សបានហើយយ៉ាងណាមិញមួយទៀតកុំភ្លេចថាអានំខេក Black Forest បាទរសជាតិដើមពិតប្រភពដើមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានច្រើនដែលយើងអាចទស្សនាបានបាទអញ្ចឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នាតោះពួកមីងពួកបងប្អូនតោះយើងអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាទៅយើងដើរទៅមុខទៀតដើម្បីយើងមើលទេសភាពបឹងបាទទេសភាពបឹងទីស៊ីបាទបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថត live វីដេអូបន្ថែមទៀតបាទបន្ថែមទៀតឲ្យឥឡូវខ្ញុំធ្វើការថតរូបជាជុំគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមសិនបាទជាលក្ខណៈក្រុមសិនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ012 517 83 ដងបាទ83ដងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Tesjor Sky King បាទ Sky King ក្រុមហ៊ុន Tesjor Sky King នឹងនាំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់តំបន់ជាច្រើនទៀតបាទនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះបាទជាច្រើនប្រទេសទៀតដែលជាកន្លែងដែលសប្បាយបាទហើយយើងអាចដើរលេងទិញទំនិញអាវ៉ាន់បានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទបាយ